Nếu bạn đang quan tâm đến kiếm tiền online 4.0, hãy đăng ký kênh, bấm hình quả chuông để nhận những video mới nhất trên kênh Kiếm Tiền Online TV. Kênh Kiếm Tiền Online TV chuyên giới thiệu cho anh em các con web, các con app, các cái dự án, các cái kèo kiếm tiền free. Vâng, xin chào tất cả các em đang muốn kiếm tiền online. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một con app. Chúng ta sẽ đi theo dõi YouTube này, chúng ta đăng ký kênh này, chúng ta like video, chúng ta sẽ kiếm tiền nha. Và kiếm tiền này thì nó sẽ chúng ta sẽ đổi ra thẻ cào là chúng ta sẽ rút về ngân hàng này. Có thể rút về Viettelpay này, ta có thể rút về Momo nha anh em nha. Và mình rút trên này thì mình nghĩ bằng về ngân hàng chắc là 500k và thẻ cào chắc là 10k, 20k nha anh em nha. Và đây là bằng chứng rút tiền, mình đã rút một cái thẻ 20k thành công. Và con app ra nó khá là lâu rồi nhưng mà bây giờ nó có chức năng rút tiền. Tại vì mới ra thì rất nhiều người đi tuyển rep và rất nhiều người biết, nhưng mà hôm nay thì nó mới cập nhật và nó đã cho chúng ta rút tiền và đã cập nhật thì duyệt tiền. Đó thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em nha. Đó thì để tải con này anh em sẽ để link, mình sẽ để link tải tới phần mô tả video, anh em sẽ anh tải về cho mình nha. Đây là một con Go Shop nha anh em nha. Anh em nói biết con Go Live không? Go Live là một con like video, à like bài viết này, tham like nhóm này ở trên Facebook này, Instagram. Còn Go Shop mà chúng ta sẽ tiến hành đăng ký kênh và theo dõi YouTube nha. Và con này mình cam đoan với anh em thanh toán cực kỳ là ok và thanh toán uy tín 100% nha. Mình cam đoan luôn là anh em con này sẽ uy tín 100%. Tại vì con này nó quá là nổi tiếng rồi. Hãng GoLive, GoShop, cái hãng kiếm tiền online rất là lớn rồi. Đây, con GoShop đây anh em nha. Link tải sẽ để link tải mình sẽ để dưới phần mô tả video. Anh em thấy anh mở lên cho mình thì anh em đã tải xong. Mình chả cần lên là xếp với đánh giá gì cả. Cái con này đã rất là uy tín rồi. Đó, phiên bản cập nhật, vui lòng cập nhật. À, mình lâu lắm rồi mình không chơi anh em ạ. Mình tải từ lúc lâu rồi cơ, nhưng mà bây giờ nó mới cập nhật và nó mới có chức năng duyệt tiền anh em ạ. 17 MB, anh em đợi mình xíu nha, tại vì mình đang dùng 4G không cọc, nhưng mà cập nhật cũng khá nhanh tại vì mình đang sử dụng tốc độ cao 5K một ngày anh em ạ. Khá là chu chát. Mình đang sử dụng gói data 5K một ngày anh em ạ, 3GB chứ wifi rất rồi anh em ạ, khá là nặng rồi. Khi anh em mở lên thì nó sẽ hiện ra diện như thế này, anh em tiếp tục cho mình này. Đó, anh em sẽ đăng ký cho mình. Anh em sẽ nhập tên tài khoản của người vào nha. Mình sẽ là mình sẽ không nhập dấu nha. Mình sẽ để in hoa đi. Cần theo TV. Rồi, mọi người sẽ nhập mật khẩu nha. Quên anh em ơi. Anh em sẽ đăng ký cho mình nha. Anh em sẽ bấm phần đăng ký cho mình. Đó, cái tên đăng nhập mọi người sẽ ghi tên đăng nhập của mọi người vào. KTO TV. Tên đăng nhập của mình. Tên người dùng mọi người sẽ ghi vào, họ tên người dùng các bạn vào và mọi người sẽ nhập email của mọi người nha. Rồi khi mọi người đã nhập email xong thì mọi người sẽ nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu. Cái phần mã giới thiệu này thì mọi người sẽ nhập cái mã trên màn hình giúp mình nha. Mọi người sẽ nhập cái mã trên màn hình giúp mình để chúng ta đăng ký tài khoản thành công. Anh em không nhập mã thì anh em sẽ không đăng ký tài khoản thành công đâu. Mình nghĩ là nó để đây là anh em phải đăng nhập mã nha anh em nha. Anh em sẽ đăng nhập mã để ủng hộ mình và để nhận được ưu đãi nha. Mình cũng không biết là nhận được bao nhiêu coin đó. Thì anh em cứ nhập vào cho mình nha để ủng hộ mình. Rồi. Rồi sau khi anh em đã nhập đầy đủ thông tin anh em sẽ đăng nhập được thành công thôi nha anh em nha. Là chắc chắn là chúng ta sẽ đăng ký tài khoản thành công nha chứ phải đăng nhập nha. Nhập. Rồi, để đăng nhập cho anh em nha. Để đăng nhập thì anh em sẽ nhập tên đăng nhập của người vào và nhập mật khẩu cho anh em nha. Rồi anh em đăng ký cho đăng nhập giúp mình nha. Cứ nhìn lộn và đăng ký đăng nhập. Đó thì khi anh em đã đăng ký và nhập mã anh em sẽ nhận ngay là 100 điểm 100 đồng nha anh em nha, 100 đồng, cứ nói cho 100 đồng cho nó nhanh. Và cho nó sẽ giới thiệu cho anh em ở đây. Rồi, quản lý cá nhân. Ok. Đó, thì đây mình sẽ sơ ca này, đã rút 50.000 về Viettel này. À đây mình không muốn không tiện để mở lên này. Qua Viettel này rất nhiều người đã rút thẻ cào nha anh em nha. Chứ bản thân này. Đâu nhỉ, mình sẽ bấm vào tài khoản của mình đi. Mình sẽ bấm vào tiền này. Đây này, mọi người tạo chiến dịch này, có nghĩa là mọi người sẽ tạo một cái lượt sub nhá. Kiểu như là tạo, đây này, tạo mọi người đăng ký kênh thì hình như là giá 500 đồng hay sao đó. Và tặng lượt xem video này, tăng lượt xem video này, tăng lượt bình luận video này. Có nghĩa là họ sẽ bình luận tích cực cho nhau này, thích video này, đó. Tạo chiến dịch là anh em có thể đầu tư đây để chúng ta tạo chiến dịch nha. Mình sẽ ôn ví này này, xem nó có cái gì mới không. À đây là một kiếm xu thôi anh em nha. Đây là một kiếm xu này, kiếm xu là bạn cần đăng nhập YouTube. À ok, mình sẽ đăng nhập YouTube, cái tài khoản YouTube mình vào nha.
Rồi mọi người bấm vào link này cho mình. Và chúng ta sẽ đăng ký tài khoản, đăng nhập tài khoản của YouTube OBTB chúng ta vào đây nha. Mình sẽ bắt đăng nhập này. Đăng nhập có nghĩa là chúng ta sẽ ghi cái tài khoản trên YouTube của chúng ta đó. Cái tài khoản đăng nhập trong YouTube của các bạn nha. Mình có rất nhiều tài khoản nên mình sẽ nhập cái tài khoản của YouTube phụ của mình vào đây. Nhập tên là đủ rồi. Lộn rồi anh em ạ. Nhầm. Lộn quá. Mình sẽ phải bấm một tiếp theo chứ không phải là bấm vào. Rồi, tự động điền đi. Rồi tiếp theo. Nhập mật khẩu mọi người vào nha. Rồi sau khi mọi người đã nhập đầy đủ thông tin, mọi người tiếp theo cho mình. Rồi lưu cho mình đi, mình sẽ lưu tài khoản mình về một khi đăng nhập cho nhanh. Anh em đợi một xíu nha. Rồi đã đăng nhập thành công rồi, em đã ok cho mình. Sẽ thành công thôi. Rồi sau khi anh em đã đăng nhập tài khoản YouTube của anh em vào đây rồi thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện là như thế này. Thì nó đang có một cái nhiệm vụ cho anh em là chúng ta sẽ theo dõi kênh, có nghĩa đăng ký kênh đó. Chúng ta sẽ xem một cái video và chúng ta sẽ xem cái kênh này 60 giây và chúng ta sẽ nhận 500 đồng nha em nha. 500 Việt Nam đồng nha. 500 Việt Nam đồng, chứ không phải 500 nghìn Việt Nam đồng nha. Rồi các bạn thực hiện cho mình. Và sẽ tự động chuyển cho anh em đến YouTube thôi. Hình như đợi anh em sẽ xem là 60 giây nha. Đó, 60 giây, vui lòng xem hết thời gian 60 giây. Xem mà rồi đang xem video không được thao tác anh em ạ. Sau khi hết xem hết video này anh em sẽ vỡ vào phần hoàn thành giúp mình nha, sẽ tua. Rồi sau khi anh em xem phần hết thì nó sẽ đó, anh em sẽ vỡ phần hoàn thành giúp mình này. Chúng ta sẽ phải đăng ký kênh nha anh em nha, quên phải đăng ký kênh nha anh em nha. Chúng ta đã sẽ đăng ký kênh này, like và hoàn thành giúp mình nha. Rồi báo các công việc đồng ý ok. Và chúng ta nhận ngay là 500 POI. Em sẽ lo lại giúp mình nha. Và khi anh em làm xong nhiệm vụ này sẽ hiện lên một cái kênh khác nha. Em sẽ thực hiện luôn cho mình. Quên vẫn đang mãi giới thiệu cho anh em. Rồi mình sẽ làm này sau nha. Bây giờ mình đã có 500 xu và mình sẽ tăng được một lượt sub nha cho kênh nha mình nha. Đâu nhỉ? Đó, mình đã có 500 xu nha. Nó đang chờ duyệt nha anh em nha. Từ 500 xu nó sẽ chờ duyệt sang chỗ này để chúng ta rút tiền nha. Và mình sẽ bấm phần ví của bạn này. Mình sẽ bấm vào phần số tiền đang chờ duyệt 500 này. Xem quảng cáo này. Tức là đang cập nhật nha. Xem quảng cáo mua xu. Mua 100.000 sẽ được 100.000 xu này. Đó quá. Lịch sử rút tiền. Mình quên mất một rút tiền đâu rồi anh em ạ. Rút tiền ở đâu nào? Thế anh em có thể tạo lượt nha, mình sẽ bấm vào tạo này. Tạo chiến dịch này, bấm vào cho anh em nha. Anh em sẽ ghi đường link YouTube của anh em vào đây và anh em sẽ tạo chiến dịch. Anh em đang nhưng mà trong đây anh em phải chuyển từ cái 500 chiến dịch kia sang đây để anh em tạo nha. Mình sẽ phần chết rồi, quên mất một số tiền đâu rồi, toang rồi. Đây là một kiếm xu này. Chữ rút tiền to lù lù đây mà mình không nhớ anh em ạ. Đậu vọng chữ rút tiền đây nha, anh muốn rút tiền cho mình này. Đó, anh em sẽ rút về ngân hàng này. Ngân hàng thì mình cũng có ngân hàng rồi. Tại vì ngân hàng min khá cao, 500k nha anh em nha. Thì cả điện thoại thì bao nhiêu nhỉ? Chọn nhà mạng Viettel và mệnh giá là 10k. Đó anh em đủ, mình đang có là 500 nha anh em nha. Mình đang có là 500, mình sẽ tích đủ thêm là 10 cái. Mình nghĩ đăng ký kênh một cái mình được 500 cái thì mình đăng ký chục cái kênh là mình sẽ đủ tiền để rút thẻ cào thôi. Áp lực kéo thẻ cào thì cực kỳ là dễ luôn. Để thử Momo này, mình rút được bao nhiêu ta? Đầu tiên cần rút là tối thiểu là 50.000 nha anh em nha. Momo là 50.000. Đó. Viettel Pay, thẻ Garena, thẻ Zing. Đó, nó chứa rất là nhiều nhà mạng luôn cho anh em kiếm tiền nha. Thì chủ yếu anh em sẽ tiến hành tạo một cái tài khoản này và chúng ta sẽ đi live YouTube thôi. Mình sẽ thực hiện cái này luôn cho anh em để Momo lần 2 này.
Đó. Đó là sẽ xem video YouTube này nha. Tại mình sợ bản quyền nên mình sẽ tua nhanh. Rồi sau khi anh em xem xong rồi anh em bấm đăng ký kênh giúp mình nha. Mình thử đăng ký kênh này xong mình hoàn thành. Rồi, hoàn thành. Đó, thì sau một nhiệm vụ là nó sẽ tự động nó đẩy lên anh em nha. Anh em tha hồ mà anh em kích cho mình. Mình nghĩ anh em bỏ ra tầm 5 phút anh em kiếm được một thẻ vàng 10k hoặc là 2 ngày. Nếu mà nó giới hạn cho anh em thì tầm 2 ngày. Mình không giới hạn đâu nha anh em nha, không giới hạn đăng ký kênh đâu nha anh em nha. Cứ có chương trình anh em chơi chơi chỉ cần có người tạo nha anh em nha. Mình anh em khuyên anh em lên chiến chơi trò này mạnh lên nha. Đó là rất là uy tín rồi. Thì clip mình cũng xin dừng đây. Anh em thấy clip này hay nhớ đăng ký kênh nha, nhớ đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông và bấm nút like. Mà hãy để ý, ý kiến của anh em với phần video là để tạo sự tương tác của kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.